cái ý mục tiêu đi. Mỏi nha. Đâu? Đâu chứ? Đâu lưng à? Đâu có chỗ nữa. Cái chỗ tì vô cái giường. Nói đâu có chỗ nữa. À, không biết chỗ chi. Nghe chứ, nghe nãy trừ. Chị quở em rồi mà không biết vậy. Lần mua chị cũng nghe hết trơn á. Lần mua chị cũng nghe mà chị không quở. Chị để em tập trung. Cho ra chứ không.
Bữa nay dự giới thiệu có 12 vợ chồng Hiếu, anh Hiếu cộng Nhi. Anh Hiếu thường thường dẫn 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 được, chứ còn mời thiệp nó ai dám làm bậy. Như Hiếu Nhi em cú cái đầu liền. Anh Hiếu phải chị Nhi chứ. Kêu anh Hiếu bà lộn Nhi thì thôi chứ. Ai chứ vậy là khó rồi, dư sức. Ghi rớt khỏi đây luôn. Con đại nó không hư nữa. Ai nghĩ có nhiễu rồi chứ. Hát quên. Gì thế hả? Cái này hơi cứng một xí. Mấy phút rồi. Yến rồi. Yến một chút. Đi cái lúc rồi. Chị nghe giống như có bưu. Con ta nhà mình dài quá cũng khó nè. Đâu? Ừ? Mình dài, mình phải dài nằm đâu? Không đâu, nhưng mà cái lực mình không có nhiều. Ừ. Con ta chỉ dài có hai ngón, ngón mồm dài hết. Kiểu cắt mà ngát quá. Thôi luôn. À, mà không rã lắm. Sao mà không ngại anh con cũng tạp nữa. Hay là chị bé chồng con nghe mấy thời. Hình như đó. Chứ không mà ngay cái miệng ông Cường đâu. Ừ. À, lên trên này miếng nữa. Đánh mặt đường chị đi đây. Cái trùng họ về đẹp luôn, chắc họ về không bu quanh lại coi chứ cái dân Quảng Nam này thôi, họ bu lại họ vô nhiều chuyện vướng nữa, họ không những họ vô mà còn quay phim nữa, em nổi tiếng luôn ấy. Không được rồi. Ok, cứ quay đi, quay cho hết không. Ôi trời trời trời. À, nó đủ rồi cái. Đừng to. Ừ. Cái mũi chứ hả? Đây nè.
thế này là cái thế dễ lái nhất này. Ha, ha.